Vâng, gửi lời chào tới các bác làm vườn. Hôm nay một cái video ngắn về cái bộ ba bầu bướm, một cái dòng kéo của Đài Loan. Thì trong rất nhiều loại thì đây là một cái bộ cao cấp nhất. Thì trong thời gian vừa qua thì em cũng đăng tải không được nhiều. Hôm nay hàng về thì em tiện làm một cái video ngắn để các bác mà đang quan tâm tới cái mẫu kéo này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên cơ sở em Trường Thảo nhé. Đấy, với cái bộ bầu bướm này thì một bộ nó sẽ có 3 cây. Đầu tiên là cây bầu to nhất đây các bác này. Cây này thì em sẽ gọi là cây bầu lùn nhá. Cái này thì các bác có thể mua lẻ, mua từ 1-2 cây trở lên. Đấy, em gửi lẻ cho các bác anh chơi. Đưa em cái, em sẽ gửi lẻ cho các bác nhá. Và với cái bộ bầu bướm này này, cây này là cây bầu trung này. Cây này cây bầu trung, cây ở giữa. Cây bầu trung là cây ở giữa này. Và đây là cây bầu nhọn này. Và bên cơ sở em Trường Thảo thì sẽ để luôn đầu số điện thoại đây để các bác nhà mình mà đang quan tâm hãy liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại trên. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác nhé. Đấy, bên cơ sở em là shop Trường Thảo, em ở Tân Yên, Bắc Giang. Với cái bộ bầu bướm này thì nó là cái dụng cụ chuyên nghiệp cao cấp dành cho các bác cắt tỉa cây cảnh. Cái bầu bướm của hãng Đài Loan thì nó có chữ top đây này các bác này. Chữ top dập chìm đây các bác nhé. Đây là cây bầu lùn. Còn đây là cây bầu dài. Đây là cây bầu dài nhé. Bầu dài trung nhá. Còn đây là cây bầu nhọn. Đấy các bác ạ. Đây là cây nhọn này. Đấy. Cái bộ này thì nó đều có chữ top in chìm trên thân kéo hết như thế này. Là một cái bộ cao cấp như thế này thì các bác mà quan tâm thì em cũng sẽ nói giá luôn sau đây để các bác nhà mình nắm bắt được. Cái cây bầu này thì giá của nó đang là 200.000 một cây nhá. Các bác mua một bộ 3 cây thì sẽ được miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, đây là một cái bộ bầu bướm cao cấp. Thì bên cơ sở em Thảo vẫn nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ làm cây bonsai, làm cây cảnh, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ đăng ký kênh, nhấn 2 lần vào quả chuông để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay về đồ bonsai, đồ cây cảnh của bên cơ sở em Trường Thảo qua những đoạn clip ngắn như này nhé. Và cái mẫu này nó là hàng Đài Loan, xuất xứ là Đài Loan nhập khẩu nhé. Là mẫu cao cấp nhất đấy các bác ạ. Ngoài những cái dụng cụ này ra thì bên cơ sở em Thảo còn có rất nhiều những cái dụng cụ khác nhau. Thì cũng rất mong là các bác khi xem video mà đang quan tâm tới cái đồ này thì số điện thoại này sẽ là số chính và các bác có thể kết bạn Zalo. Nếu như bạn mà không có Zalo thì các bác hãy nhớ nó là cái hãng top của cái loại bầu bướm Đài Loan này nhá. Tên của nó là hãng top này. Đấy. Và tất cả một cái mặt hàng gì em đăng tải lên thì cũng rất mong là các bác khi xem video hãy nhớ tên từng loại một để cho nó dễ mua. Đấy, và giá thì em cũng đã nói rồi. Để các bác nhà mình được biết rồi. Đây là mẫu top hàng Đài Loan nhập khẩu của loại bầu bướm các bác nhé. Top này thì nó sẽ có mấy loại cơ. Có một loại bầu hồng, một loại bầu, có loại hoa đào hồng, hoa đào vàng. Còn cái này thì nó là cái hình cây cảnh thôi nhá. Đây nó là cây cảnh này. Nó là hãng top. Các bác nhớ tên nhá. Hãng top của Đài Loan, bộ ba bầu bướm. Đấy là tên của cái sản phẩm này. Thì em cũng vừa mới chi tiết về cái bộ này. Số điện thoại của bên cơ sở em Trường Thảo thì cũng đã để kia rồi. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em để đặt những cái dụng cụ hay nhất các bác nhé. Em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, cũng cảm ơn các bác luôn theo dõi và quan tâm tới nhiều cái dụng cụ của bên em. Cảm ơn các bác, chào và hẹn gặp lại các bác ạ.